Chào em, hôm nay thầy hướng dẫn chúng ta tìm hiểu bài 44 đồ dùng loại điện cơ quạt điện. Bài này có hai nội dung trọng tâm, đó là động cơ điện một pha và quạt điện. Chúng ta vào phần 1 La Mã, đó là động cơ điện một pha. Phần 1 ta nghiên cứu về cấu tạo. Thì động cơ điện một pha nó có hai phần chính, đó là stator là phần đứng yên, thứ hai là rotor là phần quay. Bây giờ ta tìm hiểu về cấu tạo của stator. Cấu tạo stator thì nó có hai cái bộ phận, đó là lõi thép, cái thứ hai là dây quấn. Thì lõi thép nó được làm bằng lá thép kỹ thuật điện. Nhiều lá thép này ghép lại với nhau tạo thành một cái khối hình trụ rỗng. Thì mặt trong nó cắt rãnh hoặc cắt cực để quấn dây điện từ. Đối với động cơ có công suất nhỏ thì mặt trong của lõi thép nó có cắt cực để quấn dây. Đối với động cơ có công suất lớn thì mặt trong có rãnh thì để quấn dây điện tử. Đó là cấu tạo về lõi thép. Còn dây quấn thì được làm bằng gì? Dây quấn thì được làm bằng dây điện tử và nó được đặt cách điện với lõi thép. Thì đó là cấu tạo của stator. Ta sang phần B, ta tìm hiểu về rotor, còn gọi là phần quay. Rotor thì nó gồm có hai, cũng có hai phần chính. Thứ nhất là lõi thép và cái thứ hai là dây quấn rotor kiểu lồng sọc. Ta quan sát hình vẽ. Quan sát hình này thì ta thấy là lõi thép nè. Lõi thép thì cũng có nhiều, nó cũng làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại với nhau tạo thành khối trụ. Mặt ngoài nó có các rãnh. Và thứ hai là dây quấn rotor kiểu lồng sốc, thì nó gồm các thanh dẫn, bằng đồng hoặc nhôm được đặt trong các rãnh của lõi thép. Hai đầu của thanh dẫn được nối tắt với nhau bằng dòng ngắn mạch. Đó, thì đấy là cái cấu tạo của phần rotor. Chúng ta quan sát cái hình này, đây là lõi thép, rotor được làm bằng lá thép kỹ thuật điện, mặt ngoài nó cắt rãnh nè nha. Phần thứ hai, dây quấn rotor kiểu lồng sóc, nó gồm có các thanh dẫn bằng đồng hoặc nhôm được nối với nhau bằng dòng ngắn mạch, đó là phần rotor. Thế sang phần 2, nghiên cứu về nguyên lý làm việc. Nên quan sát sơ đồ nguyên lý của động cơ điện một pha. Nó gồm thứ nhất là dây quấn stator. Đây là dây quấn stator. Thứ hai là dây quấn rotor, nó gồm thanh dẫn, các thanh dẫn. Thì giữa dây quấn stator và dây quấn rotor ta không thấy có sự nối với nhau về điện. Nhưng khi cho dòng điện chạy trong dây quấn stator thì do hiện tượng cảm ứng điện từ thì trong dây quấn rotor sẽ xuất hiện một dòng điện cảm ứng, và do cái tác dụng từ thì cái dây quấn rotor nó quay. Thì đó là nguyên lý làm việc của cái động cơ điện một pha. Thầy nhắc lại, khi đóng điện sẽ có dòng điện chạy trong dây quấn stator và dòng điện cảm ứng trong dây quấn rotor. Tác dụng từ của dòng điện làm rotor động cơ quay. Thì qua nguyên lý này chúng ta sẽ biết được cái điện năng của động cơ điện tiêu thụ được biến đổi thành cơ năng, và cơ năng của động cơ điện dùng làm nguồn động lực cho các máy. Đó là cái nguyên lý làm việc của động cơ điện một pha. Ta sang phần 3, tìm hiểu về số liệu kỹ thuật.
Đối với động cơ điện một pha thì nó có hai đại lượng, đó là điện áp định mức và công suất định mức. Thì điện áp định mức nó là 127V hoặc là 220V. Còn công suất định mức là 20W đến 300W. Phần thứ tư là tìm hiểu sử dụng của động cơ. Động cơ điện một pha này nó cấu tạo đơn giản và dễ sử dụng, và nó ít hư hỏng, cho nên trong sản xuất và đời sống gia đình thì sử dụng rất là nhiều, rất là phổ biến. Ví dụ trong sản xuất được dùng để chạy máy tiện, máy khoan, máy xay. Trong gia đình được dùng cho là tủ lạnh nè, hoặc là máy giặt, máy xay tinh tố chẳng hạn. Và để động cơ làm việc được bền lâu, hiệu quả, an toàn thì chúng ta chú ý những gì? Thứ nhất là sử dụng đúng cái điện áp định mức, cái công suất định mức của động cơ. Thứ hai là chúng ta cần kiểm tra và tra dầu mỡ định kỳ. Thứ ba là đặt động cơ chắc chắn ở nơi khô ráo, thoáng mát, ít bụi. Thứ tư là phải kiểm tra an toàn điện đối với động cơ mới mua hoặc là động cơ để lâu không sử dụng. Đó là một số chú ý khi sử dụng động cơ điện một pha. Ta sang phần 2 là quạt điện. Một nhỏ là cấu tạo của quạt điện. Quạt điện thì nó có hai bộ phận chính. Thứ nhất là động cơ điện, và thứ hai là cánh quạt. Thì cấu tạo động cơ điện một pha thì chúng ta đã học ở phần 1 la mã rồi. Bây giờ chúng ta nghiên cứu về cái cánh quạt. Cánh quạt về mặt cấu tạo của nó thì được làm bằng nhựa hoặc là kim loại và được tạo dáng để tạo ra gió khi quay. Ngoài ra, quạt điện gồm có các bộ phận khác nữa, ví dụ như là lưới bảo vệ, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ, thay đổi hướng gió và hẹn giờ. Đó, đây là lưới bảo vệ, đây là hộp số, bộ phận điều chỉnh tốc độ. Phần thứ hai là nguyên lý làm việc. Quạt điện được hoạt động như thế nào? Khi mà người ta đóng điện á, thì động cơ điện nó sẽ quay, kéo theo cánh quạt quay theo và tạo ra gió làm mát. Thì nhắc lại là khi đóng điện vào quạt, động cơ điện quay, kéo cánh quạt quay theo, tạo ra gió làm mát. Và khi sử dụng quạt và qua cái nguyên lý làm việc này thì người ta thấy vai trò của động cơ điện là gì? Là tạo cơ năng, làm cho cánh quạt quay. Còn cánh quạt thì có vai trò là tạo ra gió làm mát. Đó là nguyên lý làm việc. Và cái sử dụng quạt điện á, khi sử dụng nó thì người ta chú ý những gì? Thứ nhất là mình biết là mình chú ý là cánh quạt á, quay phải nhẹ nhàng, không bị rung, bị lắc hoặc là bị vướng cánh. Thì quạt điện á, nó có rất nhiều loại. Chúng ta thấy có thể đó là con quạt này, quạt trần, còn đây là quạt bàn, quạt treo tường, quạt đứng, quạt hộp, quạt tháp, quạt thông gió. Đó là cái nội dung của bài. Ta sang phần củng cố. Thì qua bài học thì các em tự trả lời các câu hỏi sau. Câu thứ nhất, cấu tạo của động cơ điện gồm những bộ phận cơ bản nào? Câu 2, động cơ điện được sử dụng để làm gì? Em hãy nêu các ứng dụng của động cơ điện. Câu 3, hãy nêu tên và chức năng các bộ phận chính của quạt điện.